Bãi biển ở đây thì là bãi biển công cộng anh chị ha, bãi tắm công cộng. Ở đây có cả công viên luôn chị ha. Đó. Công viên cây xanh cho mình luôn chị, ngay công viên biển luôn chị ha. Hiện tại em thì đang có mặt ở đây là ở ngay bãi tắm công cộng của bãi biển Bông Trang á chị ha. Nói chung là cái bãi này thì nó nằm sát bên với lại bãi biển Hồ Cốc luôn chị. Đi qua chút xíu đây là mình gặp ngay Hồ Cốc rồi, biển Hồ Cốc đó là thuộc xã Bân Riền á chị ha. Còn bãi này là thuộc cái địa phận của xã Bông Trang á chị. Cái này đường ven biển này mình đi bên hướng này ha, là mình đi khoảng vài cây số thôi mình sẽ tới biển Hồ Tràm này. Đó, và cái hướng ngược lại này ha. Hướng ngược lại mình biển Bình Châu anh chị ha, cũng như là Nova World Bình Châu anh chị. Cũng rất là gần, đi khoảng vài cây số thôi anh chị ha. Đó, nói chung là đường ven biển này thì resort nghỉ dưỡng này kia rất là nhiều luôn anh chị ha. Huyện Xuyên Mộc thì mình thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang đầu tư mạnh để phát triển về du lịch biển ở dưới này anh chị ha. Tại vì biển dưới này còn rất là hoang sơ anh chị ha. Đó, biển Hồ Tràm anh chị ha. Đó. Và sẵn đây nha em Điền có một cái sản phẩm ha. Chủ gửi bán nói chung cũng ngợp lắm rồi anh chị ha. Gần 300 mét vuông có sẵn là 80 thổ cư. Cách cái biển này, cách cái đường ven biển này thì khoảng 5 cây số mình đi đường anh chị. Nói chung là ở xã Bông Trang và xã Bân Riền thì dường như là không có dân cư ở nằm ngoài gần biển anh chị nha. Nếu mà gần biển nhất thì ít nhất phải cách 5 cây số anh chị, phải qua được cái rừng đó mới có dân cư. Còn ngoài đây thì dường như là không có chị ha, không có dân cư ở ngoài đây anh chị. Chỉ có biển với rừng thôi chị ha. Và cái bất sản mà em Điền chuẩn bị giới thiệu tới đây á thì có hai mặt tiền đường nhựa luôn anh chị, gấp hai mặt tiền nằm vị trí đắc địa anh chị. Giá đang ngợp anh chị nha. Nói chung là thở oxy rồi. Thì đang kêu là 1 tỷ 7 70 triệu anh chị ha, 1 tỷ 7 70 triệu. Đó, giá đang ngợp anh chị, mặt tiền đường nhựa kinh doanh vị trí đắc địa ha. Bất động sản mình thì nằm thuộc xã Bân Riền anh chị ha. Xã Bân Riền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Đó. Mình tới ngay đây ngã ba mình đi muốn vào khu dân cư mình phải đi qua cái đường xuyên rừng này anh chị nha. Đi qua cái rừng này mình phải hạ cái kính xuống anh chị ha. Để tận hưởng được cái không khí trong lành của cái rừng này anh chị. Thực sự là đi qua rừng này cực kỳ mát luôn anh chị ha. Khí hậu rất là trong lành luôn anh chị. Biển Hồ Cốc cũng như là xã Bân Riền á, thì về cái vấn đề mà nghỉ dưỡng rồi homestay kinh doanh nghỉ dưỡng kinh doanh nhà nghỉ này kia ha, rất là nhiều anh chị ha. Một nơi đáng sống nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình luôn ha, nằm sát bên cái rừng này luôn anh chị, nên là khí hậu nó cực kỳ mát anh chị ha. Đây anh chị ha, hiện tại em đây đang có mặt ở tại ngay vị trí bất động của mình đó anh chị. Ở cái khung cảnh anh chị có thấy quen thuộc không ạ? Thì nói chung là bất động sản này thì cách khoảng hơn 1 tuần đây thôi, hai em Điền mới đưa lên kênh YouTube của em thì 1 tỷ 850 triệu ha. Và bây giờ thực sự là gia chủ mình kẹt nữa anh chị, mà bây giờ đang cần bán gấp anh chị ha. Nói chung là bán công chứng liền anh chị đó. Trước em Điền quay thì nói chung là cái diện tích này kia em Điền cũng có quay chi tiết rồi ha, này em Điền sẽ quay lại một lần nữa ha, em sẽ review chi tiết lại bất động sản này một lần nữa đó. Thì hồi nãy em Điền đi từ quốc lộ 55 đi vào đi hướng này anh chị ha, mình đi khoảng đây khoảng mấy chục mét, 100 mét thôi là mình gặp ngã ba ha, mình rẽ trái ra thì mình ra ngoài quốc lộ 5 thì cũng khoảng cách khoảng 200-300 mét thôi. Ra đó thì mình gặp dường như là trung tâm xã Bân Riền đó chị, ủy ban này, chợ này, trường học các cấp này, nhà thờ giáo xứ này kia ha, nằm ngoài đó hết anh chị ha. Đó, rất là gần anh chị. Này cái nói chung là vị trí này thì cách cái rừng nguyên sinh đó thì khoảng là 800 mét ha, nên là về cái khí hậu mình cũng hưởng được cái khí hậu mát đó chị ha. Cũng rất là gần ha. Còn hướng này thì nói chung là bàn cờ mình đường nào mình cũng gặp ngã ba ngã tư để mình thông ra lại đường quốc lộ 5 hết anh chị ha. Và cũng như là đi vào trong, đi tay trái vào rẽ trái này kia thì mình cũng đi vào khu dân cư thôi. Quốc lộ 5 đó thì mình có thể đi được biển Bình Châu này đó, và mình đi được thành phố Hồ Chí Minh này. Thì tuyến đường thông thương anh chị ha. Sài Gòn mà có gì di chuyển về đây thì mất khoảng là 2 tiếng đồng hồ thôi anh chị ha. Đó, và đây anh chị bất động sản mình đây anh chị ha. Thì như đầu video cũng đã có báo rồi đó, thì cái tổng diện tích của mình á là 286 m² ha. Bám theo mặt tiền đường nhựa này ha, đường nhựa rất là rộng luôn, mương nước có đầy đủ ha, ô tô né nhau thoải mái, được xe container đi thoải mái luôn, xe khách mấy chục chỗ đi thoải mái luôn anh chị ha. Đó,
Từ đây qua là 9m8 anh chị. Tính theo cái thông số trong sổ đó thì 9m8. Nhưng mà em điền vẽ này kia em ghi là 10m nha, cho cô chị mình dễ hình dung anh chị ha. Đó. Và sâu vào trong là 30m anh chị. 30m đó, góc hai mặt tiền đường ha, đường nhựa anh chị ha. Đó. Nói chung là hiện tại bất xã mình thì rào này kia ranh móc rõ ràng anh chị. Đó. Sâu vào trong là 30m. Đó. Và cái hậu của mình á thì thực sự ra tên thông số sổ đó là 9m4, còn 9m4 hơi tốt hậu một chút xíu. Nhưng mà trên thực tế thì mình cũng nhìn nó cũng xem xem thôi, nó cũng không có tốt quá nhiều gì ha. Đó, đó là số liệu trên sổ thôi. Còn mình nhìn thực tế thì nó dường như là không tốt bao nhiêu anh chị ha. Đó. Nói chung là cũng không cái hậu nó bị giảm nhưng mà không đáng kể anh chị ha. Rồi mình tới đây anh chị hả. Đó, nói chung là đường này đi chút xíu là thông qua đường song song đằng sau rồi anh chị ha. Khu dân cư Bàn Cờ nó rất là đông anh chị ha. Đặc biệt bất sản mình đang có là hướng nam nữa, hướng ra biển này và hướng ra rừng này. Đó, đón gió rất là mát luôn chị ha. Khí hậu mát mẻ. Ngay chỗ mình là ngay ngã tư luôn chị ha. Đó, đi thông thường hết anh chị. Giá thì em điện cũng có rao đó, 1 tỷ 7 70 triệu ha chị ha. Đó, giá này là giá dường như là giảm giá sát lắm luôn á chị ha. Nhưng mà kẹt lắm rồi, bây giờ chủ mình thở oxy là gì ha. Đó. Nói chung là giá thì bữa giờ kêu 1 tỷ 850 vẫn là giá đang cần bán đó, nhưng mà muốn bán nhanh gọn lẹ hơn nữa chủ chủ động giảm thêm giá gì ha. Đó. Xã Bưng Riền thì em Điền cũng có nói nhiều đó, xã Bưng Riền là trong xã Bưng Riền có hồ biển Hồ Cốc đó chị, du lịch biển đó chị ha. Hồi nãy em Điền quay đó, ở ngoài đó là biển rồi đó, và cũng tương đối là gần rừng ha. Mình chiều chiều mình có thể là mình ra rừng đó mình tập thể dục nè, đi bộ cũng như là đạp xe đạp qua cái rừng đó rất là mát luôn ha. Tuyến đường đó thì có đèn đường đàng hoàng rất là sáng đó chị, nên là anh chị yên tâm ha. Đó. Cái chỗ này thì làm gần 300 mét vuông thì mình tha hồ mình sử dụng, mình làm nhà vườn anh chị ha, homestay này kia vô tư anh chị ha. Nói chung là đường này thì đường xá này thì ô tô thì đậu thoải mái luôn anh chị. Đó. Đường này mương cống này kia, khu vực này thì khu dân cư điện nước thì đầy đủ anh chị ha, đang sử dụng nước sạch và điện đài thì đầy đủ anh chị ha. Không thiếu gì rồi, tiện ích tiện nghi cũng rất là gần. Mình ra trung tâm huyện Xuyên Mộc cũng như là thị trấn Quốc Bửu thì khoảng đâu đó là 6 7 cây số thôi anh chị ha, cũng tương đối là gần, cũng không xa lắm anh chị. Rất là đẹp anh chị, và giá chỉ có 1 tỷ 7 70 triệu thôi anh chị ha. Đó. Giá này đầu tư cũng còn rất là tốt quá chị ha, vừa đầu tư vừa có thể mình mua để dành ha, hoặc là mình để nghỉ dưỡng ha, đầu tư sinh lời này kia vẫn ok hết anh chị. Đó. Rồi có chú ý nào mà quan tâm bất động sản này liên hệ ngay số điện thoại nha, 0786688834 nha anh chị. Em Điền cũng xin được cảm ơn cô chú vị đã quan tâm và đăng ký kênh, theo dõi kênh của Điền thời gian vừa qua. Em Điền cũng xin được hẹn gặp lại cô chú những video clip lần sau. We dance.